Và what's up 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã đến với channel của mình. Mình là Mycot và hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp tục trò Strike for Hero để phá đảo phần easy nhá. Ok, thì dạo này mình không chơi Minecraft thì cũng có lý do của nó, đó là chẳng biết có gì để làm không. Ok, let's go. Như các bạn đã thấy là đây, không, đây là engineer, đây và sniper. Đây sniper mình là những cái này này. Ok, thì mình đã chơi lại một ván và ok, mình kiếm được từ này tiền lắm. Oh, đây sniper này, bắn 3 phát một lần nhưng mà sẽ thường yếu quá, bắn xa hơn. Ok, thử nào. Hay là mình không quay đấy nhở? Mình nghĩ mình sẽ không quay đấy đâu. Bao giờ có súng khỏe mình sẽ mua luôn. Để cái này đi, mình thích 1k. Let's go. Đây, tập 13, phần 13 rồi. Phải biết, các bạn phải biết cái 14 khỏe như vậy là nó kinh khủng như nào. Free program là trở lại cho cũ à. Ok, để mình bọn nó rồi. Để mình tắt tiếng đi nhá. Cover L. Let's go. Sắp mặt này con ra. Như thế này. Bên mình chưa hay đấy. Let's go. Mình mới giết được 2 mạng. Double kill. Ba mạng, triple kill. Ok, tiếp tục chuẩn bị quadra kill. Oh no, không được penta kill. Đậu phộng. Suýt được 5 mạng rồi. Let's go. First blood. Oh, sniper. Đậu phộng, nó được double kill rồi. 2 kill rồi. Không sao cả, mình giết được vậy tổng cộng 7 kill rồi. First blood. Oh no. Thế mình chỉnh cái này hả? Reload đi. Đậu phộng. Bây giờ 2 mạng. Let's go. Cái này là cướp cờ nhưng mình vẫn thích giết người hơn. Đâu rồi? Khó. Chết này con dai. Bắn anh á. Tuổi tôm. Double kill. Reload đó. Đau thế. Đau thế cái kia. Acid đau thế. Trả thù nào. Hỗ trợ. First blood. Thắng rồi. Không hiểu tại sao thắng luôn. Bỏ cái này đi. Đây và 14 là rất là khó. Mình xem có súng nào khỏe không. Không có súng khỏe à. Ok, lần này bắt buộc phải dùng throw knife. Các bạn phải biết là cái ván này khó mức nào. 13%, là bao nhiêu? 1%, tốt. Sẽ bắn này đi. Ok nào, let's go. Sắp phát đạo. Phế vật. Mình dùng gì đấy. Mua không? Ok, mình sẽ chỉ thế này thôi.
Just like this. Oh, nhìn xấu hơn thì mình sẽ tiếp tục. Mình sẽ dùng cái này thôi. Cứ dùng cái này mới đi. Let's go. Này các bạn, một mình cân hết này, phải đấu robot nữa cơ. Này thằng này. Chào bạn. Chào bạn. Chào bạn. Ê, bắn đi. Đấy, đây các bạn thấy con robot chưa? Giết người đấy. Hè hè. Let's go. Bùm, một kill. Thế nó sát thương khỏe của nó kinh khủng luôn. Đấy, mình thích dùng sniper tại vì đậu phộng, thấy chưa các bạn thấy không? Nó sát thương khỏe, mình phải chắc cả 10 mạng cơ. Đấy, mình phải tránh mấy cái là mấy cái tia tia đạn này. Đậu phộng sniper. Đấy. Một phát, hai phát. Laser. Mày thế. Ủa, thằng nào snipe mình đấy. Này. Chú sắp chết rồi. Headshot. Đấy, súng mình rất là khỏe. Đi ăn tàng hình. Let's go. Laser. Mày thế. Đấy, các bạn thấy mình kinh không? Kinh khủng không? Chấp hết luôn. Các bạn biết là cái nhảy đấy, một phát đi giết chết luôn mình ấy. Bọn kia hết. Nhảy lên. Rồi, chú sắp chết rồi. Let's go. Đậu phộng. Chú giết anh à? Chú nào giết anh? Bay lên, bọn mặc xịt. Let's go. Mình không tránh được. Ok, tốt rồi, may thế tránh được. Cú chọn. Vãi cả đái. Khỏe vất lè. Let's go. Mình sẽ chiến thắng các bạn xem. Một cái thuyết phục. Chưa đủ khỏe để one shot thằng này. Laser. Ok. Chọn. Bắn trượt. Let's go, đi hồi máu nào. Sắp chết rồi. Đừng, anh ơi, sao mà hồi máu. Đậu phộng, mình chết luôn rồi. Mình còn thiếu 5 mạng nữa là bằng nó rồi. Đậu phộng. Không phải lo, mình sẽ snipe nó. Nó đâu. Ok, tốt rồi. Vượt qua nạn này. Đấy. Suýt chết. Rồi luôn, chết luôn thằng đấy sẽ bắn chết. Còn đấy mình, nếu không bị thằng bazooka bắn thì cũng bị thằng này bắn chết rồi. Không sao cả. Thằng này. Ôi, nhiều con vai đấy. Mấy giờ được snipe từ xa. Gắn. Rồi luôn, bọn kia giết hết luôn. Các bạn nhìn này. Dùng vũ khí phụ nào. Nhìn các bạn, nhìn throw knife của mình nào. Phi tiêu shuriken. Thôi mình nghĩ mình sẽ đổi lại. Sao bắn được anh. Cái này nảy ở tường này, nhưng mình có thể ném linh tinh này. Mấy bê. Đậu phộng mình chết rồi. 6 mạng nữa thôi. 6 mạng nữa thôi mình sẽ bắn.
Đây khó thế. Headshot. Em bắn khỏe vãi. Sắp chết rồi. Sẽ chỉ ngắm từ xa đấy. Đỗ Phong sao thằng này có súng đấy. Tốn thật, thằng sniper cứu nạn. Quả sniper, sniper lở. Sniper, sniper tấu cựa. Ê, ê. Sniper kiểu gì này? Mình bị chưa chưa sống bằng laser. Oh no, mình sắp thua rồi. Anh ơi, xin lỗi. Không thể tin nổi. Thật không thể tin nổi. Chú sắp chết rồi. Chú sắp chết rồi. Giết anh bảo bao nhiêu lần. Nói. Giết anh bao nhiêu lần, nói. Giết anh bao nhiêu lần, nói. Triple kill. Mỗi lần là một cái súng à? Đúng gì anh ạ? Fuck. Nó sắp thắng rồi, 6 mạng rồi, nó thắng mình rồi. Không ổn rồi. Không ổn, thằng này trâu vãi. Còn đứa nào không? Tiếp tục. Xin lỗi, em biết lỗi rồi. Cái gun này bắn đau. Thằng này bắn khỏe vậy. Mình vừa smite chúng nó rồi. Chết này con dai. Quá headshot không thể tưởng. Mình thấy tốt hơn. Đấu phộng. Đã bị ném throwing knife, không nghĩ không sao cả. Cái sắp đổi kịp rồi. Một đứa. Hai đứa. Ba đứa. Đấy, khả năng đấy. Ê, nhìn thấy anh không? Bốn đứa. Pentakill. Không để tin nổi lúc nào. Ồ, bằng điểm rồi, không sao cả, bằng điểm rồi. Cái này châu bò. Cũng nạn thật, bọn này. Săn út quá. Không để tin nổi. Một phát nữa thôi. One more. One more baby. Yeah. Thấy các bạn thấy mình giỏi không? Quá giỏi, không phải giỏi thường. Chuẩn bị nhìn vào cuối cùng rồi. Đấy, bộ trang phục của mình rồi. Let's go, xem có cái nào. Xuống nào phải không? Khỏe đó nha. Let's buy this. Ok, mua thành công rồi. Sẽ bán hướng cái mặt này đi. Có dùng katana nữa không? Không dùng katana nữa. Cái gì vừa nãy phải không? Sẽ thử quay thôi, mình có 5.000 tiền mà, sao không quay nhỉ? Mình nói sai lúc rồi. Bỏ đi. Ok, mình chấp luôn thằng boss. Không sợ. Chấp luôn boss. Đây. Ăn mặc đồ giản dị nhất luôn. Hay là chủ âm nâu. Ván cuối cùng rồi. Đấy. Đấy nè, thằng này có nặng kìa. Đấy, nhìn mình đấm nói ạ. Cả đội quân thằng này. Chết này con. Đấy, giỏi à. Let's go, hồ đạn. Ô, lag.
đâu rồi đấy, sniper rất giỏi cái này mới cái chiêu đấy chạy. Chết này con do you know that I am a bitch hả? Do you know it I'm a bitch, I'm a bitch. À fuck you. Thằng này chú sắp chết rồi nhá, anh hơi khỏe đấy. Thôi chú toát đai. Ồ ok, đai luôn đi. Chết đi. Chết. Rồi luôn, chết luôn, không thể thấy sao mình thích làm thế nữa. Đấy mà, bây giờ nó gọi anh em gì nhá. Sinh ba của nó ra. Let's go. Đâu rồi. Chết này. Chết 2 chết 3 chết 4 5 6 6 6 rồi. Nè hết luôn. Fuck. Đau phộng. Mất quả hexa kill. Không sao cả. Lên trình nào boy. Em xin lỗi anh. Chú sắp chết rồi. Một phát, hai phát. Một phát nữa. Anh em sinh bà vớ vẩn. Tuổi tôm. Các bạn thấy thắng nhanh hơn cả ván vừa nãy rồi. Bọn này gọi là quá tuổi tôm luôn, không làm gì được mình. Phim chuyện sống chung với mẹ chồng. Đấy, tuần sau làm gì đây? Satellite uplink complete. Clone signal now operational. So, the heroes may have won the battle, but the war is far from over. Ồ, hóa ra thằng này người xấu à? Ok, mình hoàn thành hả? Complete the campaign. Back to menu xem mình có những medal gì. Thử chơi challenge game. Mình có challenge game. Ok, chờ mình chút nha. Sniper yếu đấy. Quay thôi. Làm gì nữa. Số 9 này rất là khỏe. Số 9 này rất là phê. Gì đây? Weapon recoil là gì? Weapon recoil là gì? À! Các bạn, mình đang muốn cho các bạn xem cái này. Đây là súng bắn phân Duty Launcher Gross. Súng bắn phân siêu hạ. Mình các bạn đây chơi. Này các bạn nhìn kiểu bắn nắp phân. Bắn phân. Súng này khá khỏe. Nhưng mà mình sắp chết rồi. Vãi cả. Súng này thực ra là rất là khỏe luôn, để mình chơi xong lại vào lại. Ok, không sao cả. Đây đấy, mình thấy không? Bữa nay có khởi đầu không được tốt lắm. Đấy các bạn thấy chưa? Nó khỏe vãi cả đái luôn. Nó hiệu ứng phân nữa, nhưng mà mình không thích cái súng này đâu. Đấy các bạn thấy chưa? Nhưng mà gọi là súng này nó cứ thích hay vớ vẩn nên là mình chỉ dùng sniper. Sniper là số 1.
Let's go. Mình muốn được một số 9 một lần, mình chưa bao giờ được số 9 cả. Muốn cái gì? Mình muốn được số 9 một lần. Vãi ở phần. Bây giờ phải tiêu tiền. Tiêu hết số tiền này. Clickbait, clickbait. Ừ sao cái gì đấy? Lấy hết luôn, không bán đi làm gì, mình đang cần phải tiêu tiền. Tiêu tiền. Súng. Bán đi. Thôi kệ đi, mình sẽ vẫn dùng súng này. Let's go, challenge game. Một kill. Hai kill. Ba kill rồi chết. Bọn màu hồng áo hồng. À, anh ơi em xin lỗi. Đậu phộng. Nhớ nha. Một đứa sniper. Thằng sniper là thằng fuck you. Nhớ cái mặt đấy, không cho anh bắn. Bây giờ nó cho mình bắn mà mình bắn chưa. Rồi đứa nào nữa, một mình ăn chấp hết. Đấy, subscribe motherfucker. Sao không nảy lên? Sao mình bắn bằng gì? Lên trên cao nào. Ô, có đứa nào không? Giết nhau hết rồi. Giết nhau nhiều đấy. Này. Bắn nhau kinh khủng đấy à? Chết này. Assassinate. Ám sát. Này. Thằng áo hồng này. Tổ chức áo hồng đã bị fuck you. Tổ chức áo xanh là mục tiêu tiếp theo. Có vài ván challenge. Rồi, tổ chức áo cam đã bị giết. À, tổ chức áo vàng. Fuck you. Ô, mình giết nhầm người, tổ chức áo hồng. Đau phộng, tổ chức áo cam. Mình sắp chết rồi, tổ chức áo cam. Tổ chức áo hồng. Tổ chức áo hồng à. Áo cam, áo hồng. Giết hết. Áo xanh à, giết luôn. Tự tử à? À đâu rồi? Cho ấy. Tàng hình assassinate đi giết người chọn một phát. Hình như có lục nội bộ. Cái này đánh từ đằng sau à? À thằng này chơi bẩn nhỉ. Tôi sắp chết rồi. Tổ chức áo xanh. Tổ chức áo cam. Này thì cam. Diệt một cách dễ dàng tổ chức áo tổ chức áo hồng. Vãi cả đái, bắn nó bị xác chứ. Áo hồng có súng khỏe à? Áo hồng. Áo cam, đấy, 25 kill. Để mình chơi ván challenge game nữa. Ơ, mình thích cái này. Thích cái, mình sẽ có súng nào mới không? Barret, mình kiếm thế. Mình thử nhá, thử cái này. Thử cái này.
À mình chưa đủ cấp. Chán thật. À mình thích tàng hình hơn, cái này chỉ là headshot thôi. Nhìn thật đẳng cấp. Đây mình thích cái này này. Mình rất thích cái này. Đây, các bạn thấy E của mình không? Cái E của mình là đặt trụ xuống đấy. Đấy, đặt trụ xuống. Mình nếu mình chết cái trụ cũng chết. Bọn nó khỏe lắm ấy. Let's go. Thằng này anh giết chúa rồi mà. Xin lỗi. Bản này hơi lâu rồi nhá. Hơi lâu đấy nhá. Chết này con ra. Không có đứa nào. Let's go. Đậu phộng. Shot gun này. Mình sẽ đi theo bọn này. Chết đi con. Chết chưa con. Bọn này kinh khủng. Kinh khủng khiếp. Không thể tin nổi. Các bạn không phải lo đâu, mình sẽ kết thúc cái này nhanh thôi. Chứ mình biết nó sẽ không nhanh tí nào cả. Các bạn thấy mình giỏi không? Quá giỏi. Phải tự khen bản thân. Đậu phộng. Video sau mình chơi này mình sẽ chơi engineer. Engineer cái con bắn nó là siêu khủng khiếp luôn. Hoặc kết hợp cả. Đấy. Cái này hỏng chưa? Let's go. Cứu nạn thật. Mình phải đi xâm chiếm lãnh thổ nó. Mình phải đi mình đang muốn là trên này. Phải đi assassin nữa. Làm. Đây là gọi là đi thăm dò tình hình cộng tiện thể cho thằng này ở trong này. What the fuck him here. Let's go, mình sẽ làm lại cho bạn thấy skill của mình. Skill bay qua đồn địch. Chết này con. Con này bắt khỏe vãi. Chết bỏ đi. Có khi mình hay lắm. Anh sẽ không cho bọn. Hai cả khỏe kinh khủng luôn nhỉ. Các bạn bao nhiêu người giết nhau rồi. Giết nhau không trở tay. Xin lỗi. Sắp thắng rồi. Sắp win rồi anh em ơi.
chết này, chết thằng này khỏe vãi, có mỗi tí máu của anh rồi. Này thế này thì thằng này đúng là skillful. No. Đứng yên đấy, đứng yên đấy. Fuck you, nó lấy được một đấy. Bắt đầu ghét thằng đấy rồi đấy. Đi assassin này. Let's go assassin it. Giết người, để lại dao. Giết người để lại hung khí. Rồi hay lắm. Thắng rồi anh em ơi. Nhìn mình này, đứng thứ nhất. Ok, và mình sẽ kết thúc video ở đây. Mong các bạn sẽ thích video này. Và ok, mình sẽ cố gắng lần sau sẽ cho con engineer này level 10 solo chùm. Level 10 solo chùm. Level solo chùm luôn. Không có vấn đề gì cả. Ok, goodbye 500 anh em.